Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay, Smart Review xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đa năng mà bất kỳ phụ nữ nào cũng mong muốn được sở hữu, đó là máy xay nấu đa năng Kangaroo KG12BH. Máy xay nấu đa năng Kangaroo KG12BH hay máy xay nấu sữa hạt Kangaroo KG12BH bao gồm cối thủy tinh, đế xay nấu kết cấu đặc biệt cho phép chế biến các món xay nấu hoặc thực phẩm nhuyễn mà không cần ngâm, lọc bã hoặc nấu, các món sữa hạt sánh mịn, nấu u cháo, súp, sinh tố hay nấu bột đều có thể được thực hiện đơn giản chỉ với một nút bấm trên chiếc máy hiện đại và đa năng này. Vạn món ngon trong một với 12 chế độ cài đặt sẵn trên máy giúp bạn thảnh thơi và thậm chí không cần công thức nấu. Các món cài sẵn chế độ bao gồm sữa hạt không cần ngâm lọc, sinh tố, nấu cháo súp, hẹn giờ 12 tiếng, sữa ngũ cốc, lê hầm đường, nấu bột, tự làm sạch, sữa ngô, sữa lắc, khoai tây nghiền, món hầm đường phèn. Xay và nấu tất cả trong một, chỉ cần cho nguyên liệu đã làm sạch vào cối, không cần ngâm, nấu hay lọc bã riêng. Chọn chế độ cho từng loại thực phẩm là bạn đã có món ngon đầy dinh dưỡng. Tiếp theo, hãy cùng khám phá xem chiếc máy này có gì mà có thể khiến chinh phục bạn để ngay từ lần nhìn đầu tiên nhé. Máy bao gồm thân máy làm bằng chất liệu ABS cao cấp, an toàn, bền bỉ, sang trọng. Cối xay có chất liệu thủy tinh chịu nhiệt với tích 1,2 lít nhỏ gọn, đường kính 120mm, bề dày cối xay 6,5mm. Nắp có chống tràn hai lớp bằng gioăng cao su cao cấp, đảm bảo cho nguyên liệu không bị tràn ra ngoài trong quá trình xay nấu như những máy sinh tố thông thường. Miệng cối nhỏ có thể tháo lắp trong quá trình xay nấu giúp bạn bổ sung nguyên liệu. Thanh trộn nguyên liệu sử dụng khi bạn cần trộn nguyên liệu trong quá trình xay. Máy kèm chổi vệ sinh giúp bạn vệ sinh dễ dàng. Cốc đo lượng nước phù hợp với mỗi món ăn của bạn. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có thể sử dụng đúng cách và giúp máy được bền lâu nhé. Khi nhận máy bạn đừng quên kích hoạt tem bảo hành điện tử nha. Sử dụng máy rất đơn giản. Bạn chỉ cần lắp cối khớp với phần nhô lên ở thân máy. Sau khi cho nguyên liệu, bạn xoay nắp kích miệng cối. Sau đó kết nối nguồn điện và chọn chế độ mong muốn. Máy có 11 chế độ chế biến chuyên sâu. Điều khiển bằng bảng điện tử cảm ứng hiện đại, cho bạn thoải mái lựa chọn chế biến những món ăn phù hợp nhu cầu. Màn hình LED hiển thị thời gian nấu cho mỗi chế độ đun nấu, giúp bạn kiểm soát được thời gian chế biến, rảnh tay thực hiện các công việc khác. Máy được vận hành mạnh mẽ với công suất 1750W, công suất xay lên đến 1000W, công suất nấu 750W, cho thành phẩm của bạn nhuyễn mịn và không cần lọc. Máy được thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, trang nhã với chân đế chống trượt, tránh rung lắc mạnh, an toàn trong quá trình sử dụng. Máy xay nấu tối đa 5kg, không chỉ mang đến cho bạn những ly sữa hạt thơm ngon, nhiều dinh dưỡng trong thời gian ngắn. Máy còn có chức năng nấu cháo dinh dưỡng, nấu bột cho bé phù hợp với những mẹ đang nuôi con nhỏ mà không tốn nhiều thời gian công sức, hay xay những ly sinh tố hoa quả bổ sung vitamin, đề kháng cho cơ thể. Các bạn hãy lưu ý cảnh báo dung tích nấu được ghi rõ trên cối xay nhé. Máy thiết kế cơ chế hoạt động an toàn chỉ bắt đầu xay nấu khi nắp cối được lắp khít thân máy. Nên muốn cho thiên nhiên liệu vào máy, bạn hãy cho qua miệng nắp nhỏ nhé. Chế độ hẹn giờ cho phép bạn có thể cài đặt thời gian đun nấu lên đến 12 giờ, nấu vạn món ngon dinh dưỡng chỉ bằng một chiếc máy, chỉ cần cho những nguyên liệu vào, chọn chế độ và chờ thôi. Máy cũng có chế độ làm sạch, vô cùng dễ dàng chỉ với một nút chạm, với công suất mạnh mẽ cùng các chức năng tiện ích tối ưu. Máy xay nấu đa năng Kangaroo KG12BH chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của bạn trong việc bếp núc, bổ sung dinh dưỡng cho cả nhà ngay hôm nay bằng chiếc máy tuyệt vời này thôi nào. Công suất xay 1000W và nấu 750W, giúp máy vận hành mạnh mẽ, gia nhiệt 360 độ, nhiệt phân bổ đều trong cối, thực phẩm chín đều, không bị tách lớp, lưỡi dao inox 4 cánh inox 304, xoay 360 độ nghiền thực phẩm nhanh, nhuyễn và mịn không cần lọc bã. Hai lưỡi dao trung tâm, cắt nhỏ và xay nhuyễn mịn nguyên liệu, hai lưỡi dao phía dưới, ngăn nguyên liệu bám đáy, cối thủy tinh dày 6.5mm chịu lực,
chịu nhiệt đến 300 độ C không lo biến chất ở nhiệt độ cao, nắp đúc nguyên khối với giăng cao su 3 lớp kính khít, chống tràn tuyệt đối. Các lưu ý khi sử dụng, đóng nắp kín, để đảm bảo an toàn trong quá trình xay nấu, máy làm sữa hạt Kangaroo phải được đóng nắp kín và đúng vị trí, bằng cách đặt phía bên phải tay cầm của cối, xoay ngược về phía tay cầm, nghe tiếng tít, lúc này máy mới vào điện, trong quá trình sử dụng không mở nắp, có thể bổ sung thực phẩm, nước qua nắp nhỏ phía trên, khi máy hiển thị E19 nghĩa là bình thủy tinh quá nóng. Hãy tắt máy để làm mát động cơ, sau đó sẽ khởi động lại quy trình khi máy hiển thị E10. Nghĩa là quá nhiệt động cơ, hãy nhấc cối lên, tắt nguồn và để máy nghỉ 5 phút và khởi động lại quy trình. Với giá thành dao động khoảng 2 triệu đồng, thực sự là chiếc máy được đánh giá tốt nhất trong cùng phân khúc. Nhanh tay đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm thôi bác bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.